California hồng tứ đoàn trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua thế giới chuyển động Good Morning Hồng Tư. Gửi lại chào đến anh Đoàn Trọng và xin gửi mến chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trực tiếp. Thế giới chuyển động là một chương trình được phát hình mỗi ngày, khung giờ 7 giờ đến 8 giờ sáng từ thứ hai cho đến thứ sáu trên hệ thống của đài truyền hình SET TV. Thưa quý vị, với chương trình ngày hôm nay mở đầu chúng ta sẽ vào phần thông tin thời tiết để xem ở miền Nam California của mình có thời tiết như thế nào. Sáng ngày hôm nay thì nhiệt độ ở miền Nam California đã bắt đầu ấm dần lên ở độ là 70. 33 độ F thì trời cũng bắt đầu có nắng thưa quý vị, còn buổi tối thì nhiệt độ xuống vào khoảng 46 độ F. Ở các thành phố miền Bắc California thì buổi sáng ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất vào khoảng 61 độ F, trời sáng nhiều mây, chiều có nắng và vào buổi tối thì nhiệt độ giảm xuống còn 45 độ F và có mây rải rác khắp nơi kính thưa quý vị mỗi buổi sáng chúng tôi muốn đem niềm vui đến quý vị nhưng tất cả những gọi là trận động đất thiên tai sẽ làm cho chúng ta lo ngại về hành tinh này tương lai nó sẽ đi về đâu. Việc trước tiên chúng ta nói vụ động đất ở thổ nhĩ kỳ đến đây con số cho biết là có 42 người bị tử vong. Trong lúc đó thì chắc phải giờ Hồng Tứ đưa đến tất cả những tin tức từ Brazil qua một cái trận bão lụt nó có thể nói cũng làm nhiều người thiệt mạng phải không Hồng Tứ? và dạ, thưa quý vị, thì một cơn bão ở miền đông Brazil kéo dài từ hôm thứ Năm 23 tháng 1 cho đến nay đã cướp đi mạng sống của tổng cộng là 41, 44 người. Thì cơn bão này kèm theo những trận mưa trút nước đã gây ngập lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Viện Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận lượng nước mưa đạt mức cao nhất kể từ 110 năm qua. Số thành phố nằm trong khu vực nguy hiểm tăng từ 47 lên đến 100 thành phố và hiện đã có ít nhất 44 người thiệt mạng. Chính phủ Brazil đã đưa ra và hơn 20 tỷ đô để hỗ trợ cho người dân trong vùng lũ ở nước này. Kính thưa quý vị, đó là khí hậu và thời tiết mà quý vị vừa qua với Hồng Tứ. Nhưng đến bây giờ thì quý vị cho phép chúng tôi nhìn lại thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ sáng nay. Sau một ngày hôm qua, có thể nói là một ngày không được mấy tốt cho những người thích vào đầu tư vào thị trường chứng khoán. Và ngày hôm nay thì Dow Jones đã vượt lại được ở nằm ở con số là 28.618 và tăng lên được 82 điểm màu xanh. Trong lúc đó thì Nasdaq dừng lại ở 9.196 và cũng dừng lại và có thể gia tăng được 55 điểm và trong lưu S&P 500 thì đã tăng lên được 12 điểm và nằm ở là 3.256 đó là một cái tin rất mừng sau khi tất cả những cái gọi là những cái chuyện làm cho người ta lo ngại hết sức qua cái vấn đề gọi là corona virus diễn ra yeah. liên tục và làm cho người ta lo ngại thị trường chứng khoán của thế giới nó tụt xuống nhưng sáng nay thì đã vượt lại được thưa ông tư. Yeah. và quay trở lại phần thông tin nổi bật ngày hôm nay vẫn là xoay quanh cái chết của Kobe Bryant. Thì thưa quý vị chỉ Chiếc máy bay với hiệu số là S76B trong vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của chín người trong đó có Kobe Bryant và con gái của anh vào chủ nhật tuần rồi vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người khi nguyên nhân khiến máy bay rơi vẫn chưa được xác nhận. Kính thưa quý vị ngay trước khi đâm vào sườn đồi Calabasas thì phi công của trực thăng Kobe Bryant đã nhanh chóng bay lên để tránh một lớp mây đó là lời của y bàn và hoàn toàn giao thông quốc gia cho biết vào hôm thứ hai. Jennifer Homady, một trong những thành viên của NTSB, cho biết phi công bay từ Quận Cam đến hạt Ventura yêu cầu các quy tắc bay trực quan đặc biệt. Kính thưa quý vị, trực quan đặc biệt, điều đó có nghĩa rằng họ bay ở thấp và để dùng những cái cặp mắt mình để nhìn ở trong cái phòng lái và kề yeah. cận ở đó mà thôi. Thông thường thì tất cả các phi công trực thăng bay buộc bắt buộc phải bay theo quy luật và để có một cái tầm nhìn xa cỡ khoảng 3 km cho một uh, cái phía tầm nhìn. Yeah. Nhưng đây thì họ đã xin bay thấp vào kết yeah. là tất nhiên điều đó có nghĩa là họ bay dưới 1.000 feet, à, đó họ đã xin được bay như vậy và một lại nhiên ở bên chúng ta đến vùng Ventura thì một bên là biển và một bên là ở vào một cái sườn đồi thoải thoải yeah. nằm hai bên, đi à, cho biết rằng vẫn chưa rõ lý do tại sao máy bay trực thăng đâm vào sườn đồi, các mảnh vỡ vụn ra từ tai nạn rải rác trong một cái khu vực đến dài đến 600 feet Wow. Đây là một cái cảnh tai nạn khá tàn khốc. Một trong những nhân viên của NTSB đã cho biết thêm, có một khu vực tác động trên một trong những ngọn đồi và một phần đuôi nằm xuống ngọn đồi ở phía bên trái của ngọn đồi mà thân máy bay nằm ở phía bên kia ngọn đồi. Cái đuôi nằm một bên và cái thân máy bay nằm một bên. Yeah. Sau đó thì cánh quạt chính của nó là cách khoảng ngoài cách khoảng từ khoảng 500 cho đến 600 feet. Đây là một cái vấn đề chính là vấn đề chúng ta hay nói máy bay rớt chúng ta nói hộp đen nhưng yeah. sáng nay thì cơ quan ntsb cho biết rằng cái chiếc máy bay này không có hộp đen Yeah. mà thưa quý vị với máy bay s76b thì đây được coi là một trong những chú ngựa chiến rất nổi tiếng và nổi tiếng hơn hết là về độ an toàn khi đã chuyên chở rất nhiều nhân vật quan trọng và khi mà một vài giả thuyết đưa ra dẫn đến sự việc thương tâm là do thời tiết xấu và tổng đài ngày hôm đó cũng đã cảnh báo đây không phải là lúc tốt nhất để cất cánh tầm nhìn xa quá thấp nên cả máy bay của cảnh sát quận Los Angeles cũng không rời mặt đất nếu quý vị vào Google, quý vị search thì quý vị thấy là S76B là một trong những loại máy bay nếu quý vị có đủ số tiền tới 13 triệu là mua được một chiếc nguyên mới. Wow. Nhưng chiếc máy bay này thì lại mua auction và có một cái license từ tiểu bang Illinois với giá mua auction chỉ có 515 ngàn đô la mà thôi. Wow, wow, Là đấu giá mua lại à, thì đấu giá auction mua lại nhưng mà chắc lại về sẽ đầu tư nhiều và đây nó được một cái hãng hàng một cái hãng cho thuê gọi là island của cái công ty đó có tên là island và cho mướn chiếc máy bay này Dạ, và phi công để mà lái chiếc trực thăng này thưa quý vị thì ông cũng là một người có rất là nhiều kinh nghiệm Đã có 8.200 giờ bay khi mà sử dụng chiếc máy bay này Thì với kinh nghiệm dày dặn như vậy nhưng mà khi mà ông leo lên để mà tránh cái lớp mây sương mù để mà theo dõi được để cho tổng đài họ nói cho ông được là cái thông tin cái lưu thông ở dưới đất như thế nào thì ông đã leo lên tới mức là 2.300 feet để tránh một lúc mây thì sau đó thì tổng đài không còn liên lạc được nữa và dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này. Người phi công điều khiển chiếc máy bay, bay SB 76B này có tên là Joe Biden như là Hồng Tứ đã đưa ra với quý vị với một kinh nghiệm bay dày dặn và ông cũng là một trong những huấn luyện viên máy bay và đã có tới 8.200 giờ bay trên chiếc trực thăng qua yeah. nhiều cái loại, loại khác nhau. À, nhưng mà chúng ta nói rằng cũng đã biết rằng Brian Kobe, Kobe Brian sống ở tại Newport. York yeah. Và Thường thường đi đến Los Angeles bằng những cái phương tiện sau năm 2016 là bằng trực thăng để tránh ừ. tất cả những cái vụ kẹt xe ở Los Angeles. À, thì ông có giữ một chiếc máy bay và được đăng ký tại Orange County và đặt ở tại phi trường John Way. Yeah. À, cái chiếc máy bay Trapper có tên là Sikorsky S-76 được chế tạo vào năm 1991 và sáng chủ nhật thì rời phi trường John Way vào lúc 9 giờ sáng. Theo hồ sơ chuyến bay, chiếc trực thăng đã đi bay qua Boylan Hay đến gần sân vận động của Dodge và sau đó vòng qua Glendale trong cái chuyến bay có thể nói rằng đó là những cái dữ liệu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho thấy và không có sự cố hoặc tai nạn nào trước đây cho máy bay hạng trung này. Uh, là một trong những cụ phi công của Island Express Helicopter là hãng của cái chiếc máy bay này đã nói với tờ LA Times rằng ông đã bay cùng với Brian từ năm 2014 cho đến năm 2016 9 lần trong số 10 chuyến bay mà ông có trên chiếc máy bay này và ông nói Brian đã bay trong chuyến bay 2 Exco X-Ray S76B và đuôi số mang tên là n 772 ex đã đi xuống và rơi xuống vào sáng chủ nhật và theo như cái sự hiểu biết của người phi công này thì cho biết Brian rất ưa thích mô hình Sikorsky ừ. S 76B vì những người nổi tiếng ưa thích vì cái nội thất mà trang hoàng ở phía trong máy bay rất là an toàn và vững chắc như chúng tôi đã trình bày với quý vị Kobe Bryant đã nghỉ hưu từ NBA năm 2016 yeah. và anh sử dụng máy bay để cho tránh những cái vụ kẹt xe đi lại trong vùng LA thưa học Dạ và đến với một phần thông tin tiếp theo thưa quý vị thì một nhân viên của hãng Delta Airlines đã vừa bị bắn chết. Thì nhân viên này có tên là Alexis, cô gái 30 tuổi của hãng hàng không Delta Airlines tìm thấy được xác của cô ở khu đậu xe của sân bay Hartfield Jackson tại Atlanta. Thì hiện nay thì cảnh sát chẩn đoán là bị bắn đến vài lần trước khi cô chết. Hiện vẫn chưa tìm ra được kẻ tình nghi và họ vẫn đang tiếp tục điều tra. Những xác minh ban đầu thì cho thấy rằng đây là một vụ mưu sát có chủ đích thưa quý vị. Wow như vậy thì là hãng hàng hãng hàng không này nó có chịu trách nhiệm gì không sau này thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là yeah. những cái cuộc điều tra của cảnh sát như thế nào còn bây giờ thì chương trình thế giới chuyển động sẽ tạm ngưng trong vòng ít phút cho phần thông tin thương mại mong rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục giữ máy để chúng ta cùng đến với những thông tin tiếp theo vì quý vị, đến bây giờ thì coronavirus vẫn là một trong những hiểm họa đe dọa tính mạng rất nguy hiểm của nhân loại và đặc biệt là tại Trung Quốc. Tất cả những tin dao động từ thành phố Vũ Hán trở đi và tất cả các thành phố xung quanh Vũ Hán đã tạo nên một cái không khí hỗn loạn và có thể nói mọi người đang lo sợ lúc nào thì chúng ta có thể dừng lại trước hiểm họa coronavirus. Yeah. nhưng đến bây giờ thực tế thì thưa hồng tứ con số càng ngày càng gia tăng người chết hồng tứ có thể kiểm nhận được con số ngày hôm nay là bao nhiêu không Thưa quý vị, thì giới chức y tế của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc ngày hôm nay cũng đã cho hay đã có thêm 24 người thiệt mạng do coronavirus, nâng tổng số người thiệt mạng đến giờ phút hiện giờ là 106 người. Và bên cạnh đó, thì số ca nhiễm virus cũng tăng thêm 31%. Từ 2.887 thì ngày hôm nay đã có 4.193 ca tổng cộng. Thì chỉ trong vòng một ngày mà con số đã tăng vọt lên rất là cao như vậy cái điều trước tiên mà chính phủ Trung Quốc thì chắc là quý vị đã biết là Trung Quốc đã quyết định gia tăng ngày nghỉ lễ Nguyên Đán để với một mục đích gì mọi người không đi ra đường phố và khỏi học sinh phải đi đến trường nhưng yeah. mà bây giờ thì học sinh không có thể nào đến trường được nữa rồi nghĩa là nói tóm lại tất cả những nơi mà người ta nghi ngờ về vấn đề coronavirus hiện nay đang nhiễm ra tất cả khắp nơi thì bắt đầu có những sự hạn chế đi lại có thể nói rằng rất là càng ngày càng gia tăng rất nhiều thưa ông tứ. Dạ. Yeah. Thì trong khi đó thì thị trưởng Vũ Hán là ông Chu Tiên Vượng cũng thừa nhận là xử lý tình huống này chưa được vẹn toàn và ông cũng muốn là nếu như mà có thể thì ông sẵn sàng từ chức để xoa dịu dư luận còn về phía hồng kông thì hiện giờ thì họ cũng đã hạn chế tàu hỏa máy bay vào đại lục thì họ cũng đã ngăn hết lãnh đạo hồng kông là bà Carrie lâm trong khi đó thì bà đeo khẩu trang để mà đưa tin tức này thông báo tàu hỏa tốc hành cũng sẽ tạm ngừng di chuyển từ thứ năm tuần này và bà Carrie lâm cũng nói các chuyến bay từ hồng kông sang đại lục cũng sẽ giảm đi một nửa và người đang ở đại lục cũng tạm thời không thể xin giấy thông hành vào hồng kông Kính thưa quý vị, trong lúc đó thì có một số công nhân Hoa Kỳ, đặc biệt là những người lập gia đình với những người Trung có gốc là ở Trung Quốc, trở về trong dịp Tết Nguyên đán hiện nay vẫn còn kẹt tại Vũ Hán và họ đang can thiệp để chờ làm sao đưa những người này ra khỏi Vũ Hán càng sớm càng tốt. Có một gia đình người chồng ở tại Hoa Kỳ này, những người yeah. vợ lại về với hai đứa con nhỏ thì hiện nay đang ở trong nhà và đang chờ để tòa tổng lệnh sự can thiệp bằng mọi cách để đưa họ ra khỏi Vũ Hán. Nhưng mà cái tình trạng lây nhiễm và phát hiện ở tại Hoa Kỳ ngày hôm nay thì có đi đến một cái con số nào đặc biệt không thưa Hoàng thưa... Tử? Hiện tại ngày hôm nay thì con số vẫn đang được giữ ở mức là 5 người thưa quý vị và những người này thì đa phần vẫn có một cái uh, cải thiện sức khỏe rất là tốt theo những tờ báo đưa tin. Nhưng mà cho những ai chúng ta có thân nhân ở bên Đức thì ở bên Đức ở bang Bavaria đã xác nhận trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus Corona. Đây là một trường hợp của một người đàn ông ở thị trấn Stenberg, Đông Nam Đức và giới chức không cung cấp chi tiết về việc người này bị nhiễm bệnh như thế nào nhưng mà cho hay là anh ta đang ở trong tình trạng sức khỏe tốt và họ cũng đã khuyến cáo người dân không nên di chuyển đến những khu vực đông người cũng nên là tránh đi lại ở ngay khu vực ở Vũ Hán. kính thưa quý vị có thể nói rằng coronavirus đã là một trong những sự kiện nổi bật cho đầu năm canh tí. lẽ dĩ nhiên những sự kiện đã diễn ra vào cuối năm nhưng bây giờ thì mọi sự kiện đã đảo ngược lại hoàn toàn. Tổ chức của Y tế của quốc thế giới cũng đã bắt đầu nhận định rằng đây là một trong những trường hợp gia trọng. Ngày hôm qua thì toàn bộ nội các của Nhật Bản đã họp dưới sự chủ, chủ tọa của ông Kobe và cho biết rằng hội đồng nội các của Nhật Bản đã quyết định xem như coronavirus là một trong những chứng bệnh gây truyền nhiễm. Và chắc lại quý vị đã biết khi chứng bệnh gây truyền nhiễm thì chính phủ có quyền quyết định để giữ lại tất cả các bệnh nhân cũng giống như tất cả những người nào liên quan đến có sự tiếp xúc với bệnh nhân đây là một cái sự kiện có thể làm cho mọi người lo lắng rất nhiều dạ. trong lúc đó thì ở việt nam chúng tôi cũng có một vài người bạn vừa đi về việt nam thì phần lớn họ đã bắt đầu thấy lo ngại và người nào thì cũng che mặt nghĩa là cái khẩu trang đầy cả được Dạ, yeah. và ở ngay tại Cambodia, Campuchia cũng đã có thêm một trường hợp mới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì cũng đã thừa nhận lỗi đánh máy. Vì quý vị còn nhớ trước đây họ nói về mức nguy hiểm của loại coronavirus này chỉ nằm ở mức moderate là vừa phải. Nhưng mà cơ quan y tế thuộc Liên minh Hiệp Quốc đã đóng ở Geneva và thông báo trong một bản báo cáo xuất bản rằng Coronavirus đang là ở rất cao, cao ở cấp khu vực và cao ở cấp toàn cầu. Trong ghi chú cuối thông báo thì WHO cũng giải thích đã tuyên bố sai trong báo cáo trước đó rằng nguy cơ toàn cầu của virus Corona là moderate vừa phải do lỗi đánh máy và mức độ nguy hiểm được đánh giá dựa trên độ nghiêm trọng, sự lây lan và sự ứng phó của các quốc gia trên thế giới. Kính thưa quý vị, trong lúc chúng ta nói đến virus corona thì chúng ta phải nói đến cái tiến trình chữa trị bệnh này có hiệu quả hay là không. Tất cả những sự kiện này đều được nổi bật là vì một bệnh viện Trung Quốc hôm qua đã xác nhận họ đã chữa khỏi một cái ca viêm phổi ở tại Vũ Hán. Theo tin của Tân Hoa Xã đưa đi, thì bệnh nhân được điều trị cơ sở ở một bệnh viện Đại học Nam Sương thuộc tỉnh Giang Tây. Đây là một bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên ở tỉnh Giang Tây được chữa khỏi. Bệnh nhân là một người nam giới 36 tuổi, lái xe chở bạn từ huyện Tân Can đến thành phố Hồng Hồ thuộc tỉnh Hồ Bắc hôm 3 tháng 1 đã quay trở lại tân can hôm 5 tháng 1. Ngay sau đó, người đàn ông này có các triệu chứng bao gồm sốt, ho và tức ngực. Bác sĩ chẩn đoán anh này nhiễm virus viêm phổi cấp corona, được còn gọi là viêm phổi Vũ Hán, và quyết định chuyển bệnh nhân lên bệnh viện cấp tỉnh cơ sở 1 của Bệnh viện Đại học Nam Sương để điều trị. Ông Hứa Phi, Phó trưởng khoa hồi sức và hô hấp, Cơ sở cấp 1 tại Bệnh viện Đại học Nam Sương đã nói với Tân hoa Giả là đã chữa được căn bệnh này nhưng liệu chúng ta dựa vào những cái gì để có thể nói việc đức tiên xác nhận bệnh nhân là một người đã nhiễm coronavirus và yeah. sau đó thì họ chữa bằng cách gì? Dạ. Yeah. Mà điểm quan trọng thưa quý vị là khi được hỏi để mà cung cấp bất cứ thông tin nào về các loại thuốc mà bệnh viện này đã dùng để điều trị hoặc là đã giải thích rõ bệnh nhân này đã được chữa trị thành công ra sao thì họ lại không đưa ra câu trả lời. Có thể nói tại Orange County của chúng ta, mọi người cũng rất quan tâm nhiều đến tình trạng lây nhiễm của virus corona. Hôm qua thì đã có một nguồn tin bán chính thức cho rằng có một bệnh nhân đã đi shopping ở tại South Coast Plaza và đi đến một cái nơi nào đó cũng làm cho nhiều người ngày hôm đó có đi đến South Coast Plaza họ cũng lo ngại. Nhưng yeah. tất cả các tin chính thức từ Bộ Y tế của Orange County chưa có những cái gì đặc biệt liên quan đến tin này thưa Hồng Thức. Dạ. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang về luận tội tổng thống impeachment để xem đến ngày hôm nay thì những cuộc luận tội này có những bước tiến triển nào. Thì hôm qua John Bolton đã đưa tin là sẽ đưa một quyển sách, đã đưa một quyển sách một bản thảo lên thượng viện. Thì với thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Susan Collins của Maine thì bà đã nói rằng báo cáo về cuốn sách của John Bolton đã củng cố vụ kiện cho các nhân chứng, trong khi thượng nghị sĩ Mitt Romney của Utah thì nói ngày càng rõ ràng những gì John Bolton nói là quan trọng đối với những người mà yêu cầu đưa ra công lý vô tư. Kính thưa quý vị, có thể nói vụ sự luận tội Tổng thống Donald Trump đã bước qua một cái giai đoạn mới sau khi các cả thành viên của Hạ viện đã đưa ra bản luận tội trong hai ngày. Kế đến là tất cả các nhóm luật sư luận tội của Tổng thống với một lối biện hộ hùng mạnh và họ đã chiếm được diễn đàn của Thượng viện để gửi đi tất cả những tín hiệu và cho rằng điều trước tiên không có tội thì làm sao luận tội. Và yeah. tất cả những sự kiện đưa đến một cái vấn đề có thể nói cần phải biết có tội hay không thì đó là cần phải có nhân chứng. Trong lúc đó thì Tổng thống Donald Trump cũng giống như tất cả thành viên của White House đã cho rằng vấn đề đưa tất cả các nhân chứng có thể đi đến một cái, cái sự kiện vấn đề vi phạm an ninh quốc gia. Và chắc quý vị đã biết rằng Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đặt vấn đề an ninh quốc gia lên hàng đầu. Vậy, liệu ông John Bolton có mặt trong cái cuộc điều trần thường viện trong những ngày tới hay là không? Dạ, yeah. thưa quý vị, bây giờ chương trình Thế giới chuyển động sẽ tạm ngưng cho phần thông tin thương mại. Tiếp theo đó chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin tiếp theo, những tin tức trên các thế giới. quay trở lại với Washington DC với buổi luận tội tổng thống thì cho đến giờ phút hiện tại, buổi luận tội tổng thống này đang đây đi đến những hồi rất là gây cấn khi mà ông John Bolton đã vừa có một cái cuốn sách để mà luận tội cho tổng thống Donald Trump. Kính thưa quý vị, lẽ dĩ chúng ta nói hiện nay nhóm luật sư bảo vệ cho Tổng thống Donald Trump đang có mặt tại Thượng viện và đưa ra những cái luận cứ quan trọng để cho tất cả các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa an tâm và cho rằng họ đã làm đúng tất cả những gì mà cử tri họ tín nhiệm vào họ. Yeah. Nhưng vấn đề cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton là, là một trong những vấn đề chiếm vị trí trung tâm trong phiên tòa luận tội của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump mặc dù ở không có trong tòa nhà quốc hội nhưng tất cả những sự liên hệ giữa Tổng thống Donald Trump và ông cố vấn John Bolton đặc biệt là qua cuốn sách mà cái bản nháp đã được đưa ra tới công chúng có thể nói là tờ Washington Post giống như New York Times họ đã giữ được cái bản này. Hồng Tứ theo dõi cặn kẽ thì Hồng Tứ thấy rằng cái nguyên nhân chính những cái gì để đưa đến vấn đề mà cần có ông John Bolton trước mặt thượng viện này. Yeah. thưa quý vị thì trong quyển sách này ông john bolton nói rằng tổng thống donald trump từng nói với ông rằng muốn rút viện trợ an ninh từ ukraine cho đến khi họ mở cuộc điều tra đối thủ chính trị của ông là joe biden là việc này đã gây áp lực lên các thượng nghị sĩ đảng cộng hòa để gọi ông ra làm nhân chứng trong lúc đó thì đội ngũ pháp lý của Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần khẳng định không có mối liên hệ nào mà Tổng thống Donald Trump đặc biệt cũng đã là tuyết hôm qua trong cái trang suýt của ông rằng là ông không bao giờ nói với ông John Bolton như vậy. Vấn đề chúng ta nói ở đây là cái này cũng là một trong những cái vấn đề lần đầu tiên có sự cơm không lành canh không ngọt mới ra cái điều này. Yeah. Phần lớn những người mà làm chung với nhau thì không bao giờ đưa ra những cái vấn đề này. Tuy nhiên... Cái câu hỏi đặt ra là nhân chứng liệu Tổng thống Donald Trump nói tôi không nói với ông, ông viết trong sách nói là Tổng thống Donald Trump thì chúng ta tìm được ai và chúng ta dựa vào đâu để tin ai. Yeah. Đó là một trong những cái sự kiện mà có thể nói rất khó khăn đến bây giờ thì tất cả các vị thượng nghị sĩ cộng hòa cũng rất quan tâm với lại nhiên thì họ luôn luôn đứng về phía tổng thống Donald Trump nhưng họ bên cạnh đó họ cũng làm sao để cho tất cả cử tri của họ chất vấn họ họ có câu trả lời rõ ràng với cử tri thì trong tất cả những cái nhân vật mà chúng ta chờ đợi để sau khi toán gọi là bảo vệ cho tổng thống Donald Trump chấm dứt trong thời hạn có mặt tại Thượng viện thì vấn đề chính ở tại Thượng viện là liệu có mở ra một cái phiên họp và đi đến một cái biểu kiết tại sàn Thượng viện liệu yeah. chúng ta có đưa ra nhân chứng hay không Nếu muốn được đưa ra nhân chứng thì nó phải đạt được cái điều kiện gì Nếu đưa ra nhân chứng thì vạt để phải đạt được điều kiện là phải có 51 vị đồng tình đưa ra bản luận bản hồ sơ luận tội tổng thống yêu cầu phải có nhân chứng yeah. Thì trong 51 người có đó thì trong lúc hiện nay chúng ta đã thấy đảng Dân Chủ có 47 người. Thì phía Cộng Hòa ai là sẽ những gọi là ứng cử viên cho đội ngũ tham gia với đảng Dân Chủ? Thì việc trước tiên chúng ta phải nói đến bà Susan Collins, một trong những vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Maine. Và kế đến là bà Lisa Muskowski, một trong những người có thể gần đây đã đưa ra nhiều cái tiếng vang trước quốc hội bà đại diện cho tiểu bang Alaska. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không quên cựu ứng cử viên tổng thống đó là ông Mitt Romney. Ừ. Ông Mitt Romney hiện nay là thượng nghị sĩ của tiểu bang Utah. Đó là ba nhân vật có thể giành được cái phiếu của đảng cộng của Đảng dân chủ mong muốn. Tuy nhiên, nếu ba người này đồng tình thì con số nó cũng chỉ nằm ở 50-50 mà thôi. Và yeah. nếu 50-50 thì cần phải có vị phó tổng thống là người quyết định lá phiếu cuối cùng thì yeah. liệu ông Mike Pence có đi theo tổng thống Donald Trump hay là không? Chắc lẽ là hồng Tứ cũng có câu trả lời. Dạ, thì thưa quý vị, đối với phiên tòa luận tội này kéo dài đến khi nào thì tất cả sẽ phải chờ đợi để mà xem chúng ta có một người lên làm nhân chứng hay không. Còn trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump hiện đang làm gì? Vào ngày 27 tháng 1 vừa qua thì ông đã gặp riêng Thủ tướng Netanyahu và cả lãnh tụ đối lập của Israel để có những bàn luận rất quan trọng kính thưa quý vị, một trong những sự kiện mà có thể nói làm cho ông Joe Biden cũng rất nhức đầu là vì vấn đề nhân chứng liệu ông Joe Biden có ra trước thường viện để tường trình tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề con trai của ông đã làm ở trong một cái công ty gọi là Công ty khí đốt ở Ukraine và có thể nói là vì chức vụ phó tổng thống của ông Joe Biden mà Hunter được bảo nhiệm vào trong hội đồng quản trị là có một cái số lương rất cao hay không, yeah. đó cũng là một trong những cái vấn đề. Nhưng ông Joe Biden trong cái cuộc vận động trên cử ở Iowa cho biết ông không thấy có lý do chính đáng nào để ông và con trai của ông ra làm chứng trước thượng viện. Tôi không có gì để bảo vệ lời của ông Joe Biden đã nói và ông đã nói với phóng viên là tất cả những cái trò chơi này không ai nói tôi là làm bất kỳ điều gì sai. Lý do anh tâm ông ta bị luận tội là vì ông ta cố gắng để Chính phủ bôi nhỏ tôi và sẽ không làm được như vậy. Kính thưa quý vị cũng lại đợi đến vấn đề gọi là vấn đề uh, ở tại là thượng viện chỉ qua là vì mục đích tranh cử mà thôi. Dạ. Yeah. Wow. Còn vấn đề khi nào thì vấn đề là gọi là thượng viện sẽ chấm dứt phiên tòa luận tội của tổng thống nếu như tất cả các sự kiện không đạt được con số và bằng lòng đưa tất cả nhân chứng ra thì có thể nói thời gian kéo dài và không một ai có thể có được một cái thời biểu để cho thượng viện xếp hồ sơ luận tội của ừ. tổng thống donald trump tuy nhiên nếu vấn đề luận tội và có vấn đề nhân chứng không được mở ra thì có thể vào thứ sáu tới đây phiên tòa sẽ được khép lại và chúng ta chuẩn bị cho một bài gọi là diễn văn hàng năm của tổng thống donald trump gọi là bản điều trần an ninh bản điều trần của quốc gia yeah. và và vào ngày 5 tháng 2 tới đây thì Tổng thống Donald Trump sẽ đọc bài diễn văn trong nhiệm kỳ cuối cùng của ông 4 năm ở tại White House. Đây là một trong những cái một, một trong những cái buổi lễ quan trọng nhất của Hoa Kỳ hàng năm ừ. và Tổng thống sẽ đọc bản thông điệp quốc gia trước sự chứng kiến của tất cả các vị thượng nghị sĩ cũng giống như là dân biểu hạ viện cũng giống như toàn bộ ngoại giao đoàn và thành phần nội các. Đặc yeah. biệt cái ngày đó thì theo hiến pháp Hoa Kỳ sẽ có một vị sẽ đem đi giấu đi à để có chuyện gì thì ông đó sẽ đã đứng ra là lãnh đạo quốc gia. Tại vì tất cả nhân vật chủ chốt của Hoa Kỳ ở trong đó, yeah. thông thường thì ông tổng thống và phó tổng thống không đi chung trên tất cả các phương tiện giao thông ừ. với nhau. À, Hiến pháp Hoa Kỳ quy định khi tổng thống mất thì ông phó tổng thống lên thay, mà khi tổng thống và phó tổng thống mất thì chủ tịch hạ viện lên thay. Bởi thế ba nhân vật đó không bao giờ gặp nhau. Nhưng cái ngày mà tổng thống đọc thông điệp quốc gia thì những nhân vật đó có trong gọi là Capital Hill. Bởi yeah. thế. Cái, cái hiến pháp hoa kỳ viết rất rõ sẽ có một vị thượng nghị sĩ hoặc là một vị bộ trưởng nào đó một được giấu đi một cái nơi kín để mà bảo vệ cho à, họ. để khi nào mà dạ. có chuyện thì là ông sẽ đứng lên đảm nhiệm an ninh quốc gia đây là điều hành quốc gia. Dạ. Yeah. thì trong khi đó thưa quý vị chỉ còn một tháng nữa là cuộc bầu cử tại Israel được diễn ra thì thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh tụ đối lập đều đã đến để gặp riêng tổng thống Donald Trump tại Washington vào ngày 27 tháng 1 đề tài thảo luận được coi là thỏa thuận của thế kỷ và thỏa thuận này được biết sẽ trao cho Israel kiểm soát một phần lớn khu vực ở bờ tây thưa quý vị kiểm soát khu vực bờ tây thì có thể nói đây là một trong những vấn đề tranh cãi tranh chấp của những người tị nạn ở phía palestine Điều mà chúng ta nói đến là uy thế của ông Benjamin Netanyahu hiện nay như thế nào. Ông đã bị cáo buộc với những cái tội gọi là tham nhũng và hối bại quyền thế. Ừ. Nhưng tất cả những cái phía gọi là đối lập của ông liệu có đủ sức để đánh bại ông ra hay không? Đây là một cái thời điểm tốt nhất cho những nhóm đối lập có thể lật đổ và lấy lại quyền hành từ tay ông Benjamin Netanyahu. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta thấy phía Hoa Kỳ cũng là một trong những cái áp lực lớn với Israel. À, chắc quý vị đã hiểu Israel thì có những cái sự liên hệ gọi là mật thiết với Hoa Kỳ hai nhân vật chủ chốt đều gặp ông Donald Trump liệu chúng ta có thử nghĩ xem là ông Donald Trump sẽ thiên về hướng nào không à, à. đó là một cái câu hỏi cũng rất là hay thưa ông tư dạ. Và bên cạnh đó, ở ngay tại Taliban thì hôm qua một máy bay rơi ở huyện Dekyat, tỉnh Ganji. Và về phía Hoa Kỳ thì họ đã xác nhận đây là máy bay quân đội, nhưng lại không có dấu hiệu máy bay rơi là do bị bắn. Tuy nhiên, phía Taliban lại ra tuyên bố cho biết họ bắn rơi một máy bay Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tình báo ở khu vực uh, Ganji, khiến cho tất cả người trên phi cơ, bao gồm quan chức cấp cao thiệt mạng phía Taliban luôn luôn đưa ra những gọi là những cái thành tích bắn hạ máy bay của Hoa Kỳ tuy nhiên phía Hoa Kỳ thì cho biết rằng phát ngôn viên của lực lượng quân sự Hoa Kỳ cho biết rằng chiếc máy bay này nó không có ảnh hưởng gì đến vấn đề Taliban có thể nói rằng là đã sử dụng vũ khí để bắn hạ tuy nhiên có thể nói vì một vài lý do sơ suất về kỹ thuật à, bây giờ thì chúng ta cũng chưa biết rõ sự kiện nó như thế nào nhưng mà chúng ta biết rằng đó là cái vụ khu vực tranh chấp và thường xuyên xảy ra thưa ông Tử. Dạ. thưa quý vị bây giờ chương trình sẽ tạm ngưng cho phần thông tin thương mại sau đó chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin tiếp theo với thế giới chuyển động là những phần tin về Iran mới đây tổng thống Iran Hassan Rouhani đã lên án chính quyền của tổng thống Trump và ông nói rằng tổng thống Trump tồi tệ nhất lịch sử của Mỹ khi phát biểu trên truyền hình quốc gia. là nhiên thì Iran không bao giờ mà thích tổng thống Donald Trump thích làm sao được khi chính tổng thống Donald Trump đã hạ sát một trong những vị tướng mà có thể nó chỉ huy một cái lực lượng gọi là biệt đội tự thần thì cái điều này thì chắc có lại Iran cũng là chỉ bằng thừa mà thôi. À, lẽ dĩ nhiên Iran càng ngày càng tạo nên những sự bất đồng đối với Hoa Kỳ nhưng rút cuộc lại thì Iran cũng chẳng làm được gì mà có thể nói không khéo thì lại Hoa Kỳ có những cái biện pháp cứng rắn với Iran càng ngày càng gia tăng thưa ông Dạ. Yeah. Và đồng thời thì ông cũng đã kêu gọi người dân của cả nước phải đoàn kết và cho rằng không nên để tổng thống Mỹ Donald Trump và những kẻ khủng bố trong nhà trắng cô lập Iran. Thì đây là những phát biểu mới nhất từ tổng thống của Iran thưa quý vị. Tôi nghĩ Tổng thống Iran nên gọi những kẻ khủng bố đến từ Iran, đến từ Ebola và đến từ là Taliban chứ không phải là đến từ White House và, wow, và wow, không hiểu ông sẽ dùng cái danh từ khủng bố này như thế nào. Bên cạnh đó thì chúng ta trở lại một trong những cái sự kiện mà chắc Hồng Tứ cũng đã theo dõi từ lâu ở tại bà Bình Nhưỡng. Yeah. Một trong những người bà cô của Kim Jong-un đó là người em của ông Kim Jong-il đã có thể nói là gần 6 năm trời nay không bao giờ thấy khi chồng của bà đã bị sự trảm. Tuy nhiên là, là ông này có một cái tội có thể nghi là phạm ông Kim Jong-un nên đã bị gọi là sự tử hình. Yeah. Thế thì bà cô lại có một cái sự hiện diện trong một cái chương trình văn nghệ yeah. mà kế cạnh ngồi kế bên ông Kim Jong-un phải không ạ? À, dạ, thì thưa quý vị từ kể từ năm 2013 sau khi ông Kim Jong -un Ra định xử tử chồng bà là ông Jang Jong suk thì người được xem như là một nhân vật quyền lực thứ hai tại Triều Tiên lúc bấy giờ, thì bà đã hoàn toàn không xuất hiện nhưng mà đến ngày chủ nhật thì truyền thông nhà nước lại cho thấy bà Kim uh, Kim Ki Hui đã ngồi gần ông Kim Jong Un tại một buổi biểu diễn trình diễn chào mừng Tết âm lịch ở ngay tại Bình Nhưỡng, thì với động thái này thì có rất là nhiều người tiên đoán là bà sẽ được nhận một vài những Chức vụ khá là quan trọng với nền kinh tế cũng như là uh, quốc phòng của ngay tại Triều Tiên Chắc lẽ rồi thế nào thì cũng gia đình người ta mà Bà cô yeah. mà làm sao mà bỏ được Ông Dượng thì có thể bỏ được nhưng bà cô thì chắc không bỏ được mà đâu mà thôi Trong một cái sự kiện mới mà chúng tôi vừa được biết ngày hôm nay Chắc lẽ công ty Huawei, một trong những công ty mà được Hoa Kỳ đã bật lên Trong những cái danh sách phải là những cái công ty đáng theo dõi và một cái sự kiện đã làm cho chính phủ Hoa Kỳ có thể không mấy hài lòng đó là chính phủ của Trung của Anh Quốc đã bật đèn xanh cho hãng Huawei Technology để xây dựng một trong những cái phần mạng di động 5G thế hệ tiếp theo bác bỏ tất cả cuộc gọi của chính quyền tổng thống Donald Trump để tẩy chay nhà cung cấp thiết bị viễn thông Trung Quốc vì lo ngại vấn đề an ninh chính phủ cho biết là huawei sẽ được cấp phép xây dựng các phần không văn bản của mạng lưới 5G ở trên đất nước của hoàng gia anh và hội đồng bảo an an ninh quốc gia anh đã kết luận rằng vì các rủi ro an ninh mà công ty trung quốc đưa ra có thể được quản lý các quan chức của huawei đã nhiều lần phủ nhận tuyên bố rằng thiết bị của họ có thể được nhà nước trung quốc sử dụng cho tất cả các vấn đề gọi là do thám các quốc gia hoặc là mất khả năng cơ sở hạ tầng quan trọng việc có thể nói bất chấp những lời đe dọa của tổng thống donald trump đến với chính phủ của hoàng gia anh có thể là một trong những sự kiện làm cho cái tình hình giao thiệp giữa hai quốc gia yeah. giao hữu giữa hai quốc gia không mấy được kháng khít mà có thể nói từ lâu qua vấn đề brexit Dạ, yeah. thì bây giờ chúng ta sẽ bước sang một vài những cái hình ảnh ở ngay tại Việt An, Việt Nam Thì thường hồi đó giờ quý vị nghe là mình đi Tết, là mình đi viếng chùa, nhất là chùa Hương Thì những hình ảnh ngay tại chùa Hương đã như thế nào rồi anh đàn trọng? Tôi sáng nay đi vào làm thì thấy Hồng Tứ hôm nay cũng vẫn là còn mồng thành Tôi thấy vẫn còn là mặc như thường là chiếc áo, tôi nghĩ là chiếc áo dài này đi để đi chùa Hương nhưng năm nay thì có thể nói ngày hội chùa hương diễn ra đúng vào ngày mùng 4 này yeah. và tất cả các phương tiện không có cái vấn đề gọi là máy nổ đến mà chỉ có chèo thuyền xuống đây đến mà gọi là đến chùa hương nhưng mà những hình ảnh cho thấy rằng không hiểu vấn đề này có an toàn hay không vì họ không nhất đi từng bước một có thể yeah. nói là bao nhiêu ngàn người tụ tập lại đó và chắc học Tứ cũng biết rằng người Việt chúng ta ngày nay có một phần nào thiên về vấn đề mê tín dị đoan Yeah. À, vấn đề tôn giáo là một vấn đề rất tốt được mọi người để đến để chiêm bái để gọi có thể nói thực thi cái niềm tin tín ngưỡng của mình yeah. nhưng vấn đề mê tín dị đoan đến để cầu bầu cầu bọc hưởng bọc lợi cũng giống như an toàn cho cá nhân gia đình mình thì đó là một cái chuyện đáng buồn phải không ngọc tịnh Yeah. Và thưa quý vị, dưới thời của Donald Trump thì chúng ta cũng sẽ điểm qua một vài những tỷ phú mà đã kiếm được rất là nhiều tiền Thì trong danh sách này có tổng cộng là 5 người Và người đầu tiên đó chính là ông Bernard Arnault Thì ông tôi nghĩ oh. là những chị em nào mà có xài túi uh, Louis Vuitton yeah. ah, yeah. thì sẽ nên biết đến ông này Như vậy mà Hoa Kỳ lại không có người nào đứng đầu mà lại là một trong những người hưởng lợi nhiều đến từ Pháp Quốc à? dạ wow. đúng như vậy ở trong Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ có tổng cộng là ba người nhưng mà riêng ông Bernard Arnault thì từ khi mà tổng thống Donald Trump nhậm chức thì ông đã kiếm được 74,4 tỷ Mỹ kim và tổng số tài sản của ông hiện giờ đó là 116,5 tỷ Mỹ kim. Thế ông phải có quà cáp gì cho Tổng thống Donald Trump chứ Ông Trump lên làm để ông có được Một cái gia tài tới 77 tỷ như vậy là Gia tăng lên 77 tỷ Nhưng mà cái điều này thì chắc là ông phải cảm ơn Những người phụ nữ xài cái Louis Vuitton của ông nhiều phải không Dạ đúng ừ. như vậy Và người tiếp theo không ai xa lạ Đó chính là Jeff Bezos từ công ty Amazon Thưa quý vị từ khi mà Tổng thống Donald Trump nhậm chức Thì ông đã kiếm được tổng cộng thêm cho mình là 46 tỷ Mỹ Kim wow. Nâng số tài sản lên tổng cộng là 115,6 tỷ Mỹ Kim Khi mà cái tài sản của ông gia tăng thì cái tình yêu của ông có gia tăng với một trong những phóng viên của ABC hay là không qua wow, qua những buổi ăn tối, qua những cái vấn đề và ly dị vợ ông phải không? Dạ đúng. Bà ông này ly dị. Hình như vậy ly dị thì tài sản chia thì bây giờ ông đâu còn là người mà có thể nói là đứng hàng đầu top của những người giàu nhất trên thế giới đâu. Dạ nhưng mà vẫn đang rất là giàu và, và là... người kế tiếp là Mukesh Ambani với tổng tài sản là 61,1 tỷ Mỹ kim và từ khi mà tổng thống Donald Trump nhậm chức thì ông kiếm được 39,2 tỷ Mỹ kim. Chắc ông này là đến từ Ấn Độ phải không? Dạ đến và... từ Ấn Độ. Thì thường thường Ấn Độ thì họ rất có những gọi là kỹ nghệ dồi dào mạnh uh -huh. nhất về vấn đề công nghiệp. Dạ wow. đúng như vậy. Và người thứ tư đứng trong danh sách này là Steve Ballmer ừ. với uh, tổng tài sản là 60 tỷ Mỹ kim và tài sản kiếm được từ khi tổng thống Trump nhậm chức là 30,7 tỷ Mỹ kim. Ông này đặc biệt thông tứ biết gì không? Ông là một trong những người mua đội bóng rổ Clipper LA Clipper với giá wow. 2 tỷ đô la. À, uh -huh. Đây là một trong những người làm với Microsoft và ông cũng đưa ra một cái số tiền rất lớn để tăng cho tất cả các sinh viên viện trợ trong xuyên theo dõi tất cả cùng giống như nghiên cứu về vấn đề gọi là không gian của Paky. Dạ. Và người cuối cùng đứng trong danh sách này với tổng tài sản là 82,2 tỷ Mỹ kim không ai xa lạ, rất quen thuộc với những ai là người dùng Facebook, Mark Zuckerberg. Và từ khi tổng thống Donald Trump nhậm chức thì ông kiếm được thêm là 28,9 tỷ Mỹ kim. Và ông này là một trong những nhân vật có thể nói không biết vợ ông có đi Trung Quốc hay là không. Ông này thì người vợ là người Trung Quốc phải không? Dạ. Và... Nhưng có một điều mà trong những, còn ai nữa không thưa Hồng Tứ? Đó là năm người trong danh sách ngày hôm nay. Thế thì chúng tôi, chỉ tôi chỉ có nghe để chờ Hồng Tứ nói tên một người Việt Nam đó là ông Vũ Nhật Vượng. Mà ông Vũ Nhật Vượng lại không có tên trong này ha? Dạ Phạm Nhật Vượng thì, à, Phạm Nhật Phạm Vượng, Vượng thì hiện giờ dạ. là không có tên ở trong này. Nhưng mà Hồng Tứ biết theo những cái thông tin đó thì ông Phạm Nhật Vượng tài sản cũng vậy vào khoảng là 10 tỷ Mỹ kim. 10 tỷ ha. 10 wow. tỷ Mỹ kim mà tài sản chính thức của tổng thống Donald Trump đăng tải là vào khoảng 3 tỷ Mỹ kim. À như vậy thì có thể nói rằng ông cũng gia tăng cái lợi tức của ông kể uh -huh. từ khi tổng thống Donald Trump trở vào White House thì ông Phạm Nhật Vượng cũng là một người chắc lẽ cũng sẽ được tổng thống Donald Trump tiếp tiếp gọi là tiếp kiến gặp gỡ ha chứ không phải là tiếp kiến nữa. Dạ. Vâng kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện quan trọng mà sáng nay qua chương trình Thế giới chuyển động. Hồng Tứ và đoàn trọng gửi đến quý vị. Và hôm nay thì chắc là một sự kiện mà tất cả mọi người Việt Nam chúng ta, đặc biệt là giới trẻ cũng đang quan tâm nhiều. Hôm nay thì tại Miami có một cái buổi gặp gỡ báo chí của hai đội bóng Super Bowl đội KC Kansas City và đội 49 ở San Francisco sẽ có một buổi gặp gỡ tất cả các báo chí. Nếu tất cả những người nào được một cái vinh dự và có một cái thẻ để đi vào gặp gỡ thì họ sẽ được quyền hỏi tất cả những cái gì liên quan đến cuộc đời của những càng cầu thủ À, gọi là football bóng bộ dục. À, hai chiếc máy bay vào hôm chủ nhật đã chở hai phái đoàn của đội KC và đội uh, 49 đến tại Miami để chuẩn bị cho ngày chủ nhật tới đây vào lúc 3 giờ chiều sẽ là một trận thư trận thư hùng Super Bowl và wow. thì có thể nói người việt chúng ta cũng nhiều người mê football có nhiều người có thể nói cũng điêu đứng vì football nhưng yeah. điều đó không có nghĩa rằng là họ bỏ quên được những cái trận đấu mà có thể nói hôm nay cái trận đấu này rất rất đặc biệt thưa ông tứ là vì sao đầu tiên khởi đi thì kc trên cái bảng của las vegas chấp một điểm rưỡi mm. chấp uh, 49 nhưng không hiểu vì sao những ngày gần đây thì hai bên đã quân bình gọi là pick bên nào muốn bắt bên nào cũng được wow. để mà phần lớn những người việt chúng ta thì có vẻ thích 49 hơn yeah. 49 thì ngày xưa có một quarterback gọi là montana anh ta là một trong những quarterback rất nổi tiếng và sau đó Steve cũng là người thay thế cả Montana cũng chiếm được một cái Super Bowl nhưng đến bây giờ thì không còn có một cái gì nữa cả. Nhưng có một người nổi tiếng sau này là cái người không chịu quy, à, người là với khí quốc ca của Hoa Kỳ vang lên thì ông lại quy xuống làm cho ông phải rời khỏi NFL cũng là đến từ đội 49. Yeah. Và 49 đặc biệt bây giờ là có một cái sân vận động mới ở gần kế cạnh thành phố San Jose uh -huh. đi qua đó thì thấy một cái sân vận động rất đẹp đó là những cái sự kiện mà nói về 49. Bên cạnh Casey thì chúng ta phải nói đến huấn luyện viên Andy Ray là một trong những người có thể nói đã từng lãnh lãnh đạo cái hội đội của Philadelphia hướng dẫn đội Philadelphia đi vào vòng chung kết. Nhưng đến bây giờ thì liệu sau 50 năm có khi nào Casey có thể nắm được cái chiếc cúp Super Bowl hay là không? Chúng yeah. ta chờ xem. Thưa quý vị, đến đây thế giới chuyển động cũng đã hết thời gian. Xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị cũng vào sáng ngày mai thứ tư, khung giờ 7 giờ đến 8 giờ sáng của đài truyền hình SET. Chúc cho quý vị có một ngày thật bình an và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình lần tới.